chương trình phát thanh Đất Nghề Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả các nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio Đất Nghề Sông Núi viết tắt.com. Khán giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550 hoặc 1-605-781-9802. Việt Nam là một quả bom đang chờ nổ. Thì chuyện không kiểm soát được những người nhiễm bệnh tự do đi khắp nơi để truyền bệnh là một lỗi lầm vô cùng lớn lao của kẻ cầm quyền. Vì đã tạo cơ hội cho những mồi lửa này có thể làm trái bom phát nổ. Trong tiết mục chuyện với con mình, một quý vị nghe bài viết Việt Nam kiếp nổ đang đợi mồi lửa của Đỗ Ngọc sẽ được Hoàng Ân trình bày để tiếp nối chương trình tối hôm nay. Bệnh dịch SARS bùng phát ở Trung Quốc vào đầu tháng 11 năm 2002 đến ngày 18 tháng 5 năm 2005 đã có WHO mới công bố hết dịch sau khi 3 tuần liên tục không có bệnh nhân mới nào xuất hiện trên toàn thế giới. Như vậy là bệnh dịch này đã kéo dài đến 2 năm rưỡi. Kết quả được thống kê là có 8.066 người bị nhiễm, trong đó có 774 người chết. Tổng cộng 29 quốc gia có lây nhiễm, trong đó Việt Nam với 63 trường hợp nhiễm và 5 trường hợp tử vong. Điều đáng nói là bệnh SARS chỉ bùng phát mạnh ở Trung Cộng, rồi Hồng Kông đến Đài Loan. Các bài đa thì bệnh dịch cơ bản là tất cả 1-2 ban, và trong đó có rất nhiều quả chưa nổ, trong đó có quả bom Việt Nam. Vậy nên nếu SARS-CoV-2 có thời gian phát tác ngắn hơn SARS thì đó mới là chuyện lạ. Chứ còn nếu nó kéo dài lâu hơn SARS thì đó cũng là điều bình thường thôi. Dịch kéo dài quá lâu là bất khả kháng. Tất nhiên chính quyền nào cũng làm hết sức để nghiền cương con ngựa bất khả COVID-19 này. Thế nhưng các giờ tính hiệu quả thì nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một trong các yếu tố phải kể ra đó là thứ nhất, nguồn bệnh xuất từ Việt Nam đã tạp hàng khác nữa. Thứ nhì, nhân dân có chủ quan hay không. Thứ ba, nhân dân có đủ hiểu biết hay không, vân vân và nhiều yếu tố khác nữa. Đã tạp chuyện chính quyền Cộng sản Việt Nam có đừng biết thông tin hay không, thì với thời gian vừa qua, chúng ta thấy gần như nguồn lây nhiễm đến với Việt Nam chỉ là nhỏ giọt, chứ không phải là thác lũ. Đây sợ là một phần may mắn cho Việt Nam. Chính vì lẽ đó mà dịch ở Việt Nam vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát. À, nói về việc dân Việt có chuyển sang hay không thì theo quan sát của tôi là đa phần người dân không hề chủ quan. Đây cũng là một cái lợi. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là liệu dân ta có đủ hiểu biết để phòng dịch hay không? Hằng sẽ không ngần ngại trả lời từ không. Từ đơn cử như chuyện người dân đổ xô đi một phần tích chữ mà không đi...